Lại nữa thiện hiện, người thuyết Pháp ưa thích phương khác, trốn giàu có an vui. Người nghe Pháp muốn đi theo, khi ấy người nói Pháp phương tiện dạy. Người tuy vì lợi muốn đi theo ta, nhưng người đến nơi ấy chắc gì vừa ý, nên suy nghĩ kỹ đi, về sau chớ hối hận khi ấy người nghe pháp nghe rồi nghĩ người ấy chẳng muốn ta cùng đi nếu cố đi theo thì chắc gì được nghe pháp do nhân duyên này nên chẳng theo người ấy hai bên chẳng hòa hợp nên việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện người thuyết pháp muốn đến phương khác mà con đường sẽ đi qua là trốn đồng hoang, đầy hiểm nạn, có nhiều nỗi sợ về giặc cướp, nỗi sợ về chiên trả la và các nỗi sợ khác như thợ săn, thú dữ, rắn độc, vân vân. Người nghe pháp muốn đi theo, khi ấy người thuyết pháp phương tiện dạy, Nay ngươi vì sao không có việc gì mà theo ta, muốn đi qua nơi có nhiều hiểm nạn như thế, nên suy nghĩ chín chắn, về sau chớ hối hận. Khi ấy, người nghe Pháp nghe sau nghĩ, người này chẳng muốn ta đi theo, nếu cố đi theo thì chắc gì được nghe Pháp, do nhân duyên này chẳng đi theo người ấy, hai bên chẳng hòa hợp. Nên việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành nên biết đó là ma sự của Bồ Tát. Lại nữa thiện hiện, người thuyết Pháp có nhiều thí chủ thường đi theo, người nghe Pháp đến thỉnh nói bát nhã ba la mật đa bị trở ngại không rảnh để nói liền được, người nghe sanh cơ hiểm, sau đó có nói nhưng chẳng chịu nghe, hai bên chẳng hòa hợp nên việc nói nghe sao chép thọ trì đọc tụng, tu tập bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng thành, nên biết đó là ma sự của Bồ Tát lại nữa thiện hiện có các ác ma giả dạng bí xô đến chỗ bồ tát tìm cách phá hoại khiến đối với kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người diễn nói được khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn tại sao ác ma giả dạng bí xô đến chỗ bồ tát tìm cách phá hoại khiến đối với kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa chẳng sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người diễn nói được phật dạy này thiện hiện có các ác ma giả dạng bí xô đến chỗ bồ tát tìm cách phá hoại khiến vị ấy nhàm chán bát nhã ba la mật đa sâu xa ác ma nói thế này người đã tu tập đọc tụng kinh điển vô tướng chẳng phải là chân bát nhã ba la mật đa ta đã tu tập đọc tụng kinh điển hữu tướng là chân bát nhã ba la mật đa khi nghe nói lời như thế có các bồ tát chưa được thọ ký đối với bát nhã ba la mật đa xanh nghi hoặc do vỉ nghi hoặc nên đối với bát nhã ba la mật đa xanh nhàm chán do nhàm chán liền bỏ việc sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người diễn nói kinh bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện có các ác ma giả dạng bí xô đến chỗ bồ tát nói với bồ tát nếu các bồ tát tu hành bát nhã ba la mật đa này chỉ chứng thật tế của quả dự lưu hoặc quả nhất lai hoặc quả bất hoàn hoặc quả a la hán hoặc quả vị độc giác chẳng bao giờ có thể đắc phật quả cao tột thì vì cớ gì đối với bát nhã này nhọc công vô ích bồ tát nghe rồi chẳng sao chép thọ trì đọc tụng tu tập tư duy vì người diễn nói bát nhã ba la mật đa sâu xa nên biết đó là ma sự của bồ tát lại nữa thiện hiện khi nói nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa có nhiều ma sự làm trở ngại bồ tát phải tỉnh giác để xa lánh khi ấy cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn những gì là ma sự làm trở ngại mà bồ tát phải tỉnh giác để xa lánh phật dạy này thiện hiện khi nói nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa có nhiều bát nhã tịnh lự tinh tấn an nhẫn tịnh giới bố thí ba la mật đa tương tự là ma sự gây trở ngại bồ tát phải nên tỉnh giác để xa lánh lại nữa thiện hiện khi nói nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa có nhiều pháp không nội pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô pháp không rốt ráo, pháp không không biên giới, pháp không tàn mạn, pháp không không đổi khác, pháp không bản tánh, pháp không tự tướng, pháp không cộng tướng, pháp không tất cả pháp, pháp không chẳng thể nắm bắt được, pháp không không tánh, pháp không tự tánh, pháp không không tánh tự tánh tương tự là ma sự gây trở ngại, Bồ Tát phải nên tỉnh giác để xa lánh lại nữa thiện hiện khi nói nghe bát nhã ba la mật đa sâu xa có nhiều chân như pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly xanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ tương tự là ma sự gây trở ngại bồ tát phải tỉnh giác để xa lánh lại nữa thiện hiện khi nói nghe vân vân bát nhã ba la mật đa sâu xa có các ác ma giả dạng bí xô đến châu Bồ Tát tuyên nói Pháp tương ưng nhị thừa, đó là bốn thánh đế, bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, tám giải thoát, tám thắng xứ, chín định thứ đại, 10 biến xứ, bốn niệm trụ, bốn tránh đoạn, bốn thần túc, năm căn, năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, ba pháp môn giải thoát. Sáu thần thông nói pháp ấy rồi, nói với Bồ Tát: "Này đại sĩ, nên biết phải nương vào pháp này tinh cần tu học thủ quả dự lưu, hoặc quả nhất lai, hoặc quả bất hoàn, hoặc quả A La Hán, hoặc quả vị độc giác, xa lìa tất cả sanh lão bệnh tử, cần gì quả vị giác ngộ cao tột? Đó là ma sự gây trở ngại bát nhã, Bồ Tát phải tỉnh giác để xa lánh."